Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành tiếp các cái thao tác cụ thể trên này có biểu. Phần tiếp theo là tôi sẽ nói về các cái thao tác chúng ta sẽ thao tác bằng tay trực tiếp trên các ô thì có biểu. Thì đầu tiên là nhóm các thao tác xóa, xóa thì có biểu, xóa dựng thì có biểu. Thì cái bài học tiếp theo là cái bài học là xóa mục tích trên này có biểu, xóa một môn học, xóa một lớp, xóa cái chọc cờ và điều chỉnh tiết không học, xóa tiết không học. Bước tiếp theo mới là cái lệnh là xếp mục tiết bằng tay. Thì đây là cái tất cả các thao tác trên trên các cái ô cho các biểu đều như nhau trên các cái màn hình chính, ba màn hình chính của phần mềm là màn hình main loop, màn hình xem toàn bộ thầy có biểu theo lớp và màn hình xem toàn bộ thầy có biểu theo giáo viên. Đây là cái màn hình chúng ta có thể quan sát trên từng lớp hoặc trên từng giáo viên. Thì cái ô mà gọi là ô hiện thời là cái ô có cái màu vàng. Thì xóa, chúng ta có thể thực hành lệnh là xóa, xóa từng cái ô này một. Thì cái xóa là như sau, chúng ta có thể chọn cái ô đó, chúng ta sẽ bấm phím delete hoặc chúng ta bấm chuột phải và chọn cái tính năng là xóa. Thì phần mềm sẽ xóa đi cái tiết học đó khỏi cái biểu. Cái việc xóa đi này để nhằm mục đích là chúng ta có thể muốn xếp sang một chỗ khác hoặc là giải phóng một cái ô ra để chúng ta xếp một tiết học khác vào vị trí đó. Tôi thao tác thử nhé. Chúng ta bấm chuột phải và chọn chức năng là xóa. Còn cái tiếp theo chúng ta bấm chuột phải thì có thêm tính năng là xóa tất cả. Thì đây là tính năng như sau. Ở trên thẻ có biểu lớp thì đây là cái lệnh là xóa toàn bộ một môn học đi. Ví dụ tôi muốn là xóa toàn bộ tiết học của môn vật lý ở trên lớp 12A này. Tôi chọn môn vật lý, một tiết có môn vật lý và tôi bấm chuột phải chọn xóa tất cả. Thì em sẽ hỏi là bạn chắc có muốn xóa môn học này không? Tôi muốn đồng ý. Thì xóa đi toàn bộ. Ở trên thẻ có biểu của giáo viên thì cái lệnh bấm chuột phải thì lệnh xóa này cũng là lệnh xóa đi một tiết. Ví dụ tôi bấm này xóa đi. Còn cái lệnh là xóa tất cả đây là xóa toàn bộ các tiết học của lớp học cùng lớp học trên thẻ có biểu của giáo viên. Ví dụ tôi chọn lớp mà 12G ở đây thì 12G đây là cái tiết vật lý thì tôi bấm chuột phải chọn xóa tất cả, đây là cái là xóa toàn bộ tất cả các tiết vật lý của lớp 12G. Đúng đây thì phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn xóa toàn bộ lớp này không, muốn đồng ý. Thì đó là cái lệnh xóa đi một tiết hoặc là xóa đi nhiều tiết của cùng một môn học hay cùng lớp học trên thẻ có biểu của lớp hoặc giáo viên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tôi muốn xóa đi toàn bộ thẻ có biểu của một lớp học thì làm như nào, lớp học thì làm như nào. Thì tôi sẽ dùng lệnh sau đây, dùng lệnh ta ta vào cái mà cái thực đơn thẻ có biểu và chúng ta chọn cái tính năng là công cụ đây có cái nút đây là xóa thì cái biểu lớp. Đấy. Còn ở đây có nút là xóa thì có biểu giáo viên. Đây. Như vậy chúng ta có thể chọn một trong hai cái nút này. Tôi đặt ở vị trí này, tôi chọn là bấm nút này. Đây, nút này xóa thì biểu lớp đây. Thì phần mềm sẽ hỏi và bạn có thực sự muốn xóa toàn bộ lớp hay không? Tôi muốn đồng ý thì xóa. Chú ý rằng là khi xóa cái này thì xóa toàn bộ tất cả các tiết học kể cả tiết sinh hoạt. Bây giờ tôi muốn chỉ xóa toàn bộ mà muốn để lại tiết sinh hoạt, tôi làm như sau. Tôi sẽ phải chọn chức năng là tôi khóa cái tiết sinh hoạt lại thì sẽ không bị xóa nữa. Tôi bấm chuột phải trên tiết sinh hoạt, tôi chọn chức năng là khóa dữ liệu. Phần mềm sẽ đặt cái chế độ khóa và cái ô đấy là cái tiết học này sẽ đổi màu. Tôi thực hiện cái lệnh là xóa toàn bộ lớp học nhé. Vậy này và đồng ý thì phần mềm sẽ xóa toàn bộ tiết học của một lớp học và để lại cái tiết sinh hoạt đã bị khóa. Mà chúng ta có thể khóa một tiết hoặc là nhiều tiết
trên lớp học ta thi hành cái lệnh xóa đi toàn bộ một cái lớp học. Vì tôi tự nhiên mà tôi có thể xóa đi toàn bộ tiết học của một giáo viên, thì tôi vào cái tính năng này và cái chức năng này. Đây là cái nút dùng để xóa thử việc của quả một giáo viên. Tôi bấm vào đây và chọn đồng ý thì mình mới xóa toàn bộ thử công việc của một giáo viên ở trên cái màn hình chúng ta đang quan sát. Tương tự như vậy, chúng ta có thể vào các cái lệnh vào cái màn hình này để xem ta có thể xóa toàn bộ một lớp và thao tác với từng cái ô một, lệnh xóa xóa tất cả như thế này. Giáo viên cũng vậy, ta vào đây ta có thể thao tác trên từng từ cái biểu giáo viên, có thể là xóa toàn bộ hoặc là xóa một tiết, hoặc chúng ta có thể đặt chế độ là đặt khóa dữ liệu lại cho một cái ô của cái biểu. Như vậy chúng ta vừa mới thực hành cái thao tác, chúng ta bằng tay chúng ta xóa xóa đi chúng ta xóa dữ liệu, đẩy cái tiết đó ra khỏi cái vị trí trên để có biểu cho từng ô một ở trên lớp hoặc trên giáo viên.